Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Sáng nay em giới thiệu đến cả nhà mình hai cái đầu MD của Tascam ha. Thì như trước mặt cả nhà mình thấy đây là con Tascam có model là MD02. Thì Tascam nó là một nhãn hiệu của công ty TIC ha. TIC. Công ty TIC Corporation, nó có địa chỉ tại Tokyo, Nhật Bản ha. Và đầu này được sản xuất năm 2011 ạ, 2011. 2011 nha cả nhà. Dạ 2011. Rồi thì cái đầu Tascam này nó sử dụng điện ở trong đây, nó đối với cái dòng Tascam thì nó cho phép mình sử dụng điện từ 110 đến 240. Đó, nó có một cái nguồn để mình chọn, nhưng mà mặc định của nó là sản xuất cho thị trường Nhật thì là điện là 100V nha, 100V, và công suất tiêu thụ điện là 8W. Rồi thì con ở dưới là một con Tascam 350 nha. Con này cũng điện 100V, mình cũng có thể tùy chỉnh ha. Cũng có thể tùy chỉnh. Con này sản xuất năm 2006. Mình đối với mấy cái dòng mà Tascam, dòng TIC thì mình có thể điều chỉnh điện được nha bác. Dạ, điều chỉnh điện được. Thì điện nó là một mặc định nó là 100, nhưng mình có thể đổi thành 220 được nha. Dạ. Rồi mình sẽ so sánh giữa cái con MD02 này và con 350 thì nó khác nhau cái gì. Thì ở đây là tổng thể phía sau. Đối với các đường analog thì nó giống nhau ha, nó đều có một đường analog in và một đường analog out. Đường analog out là đường mình đi xuống âm ly, xuống vang, xuống lọc ha. Còn đường in là đường 3.5 bông sen mình cắm từ điện thoại qua hoặc là từ cái đầu khác qua. Tuy nhiên đường này nó không gọi là giải mã nhé bác. Đường analog thì không gọi là giải mã, mình chỉ mượn đường để nâng tín hiệu thôi, gọi giống như là làm rè các bác ha, giống như làm rè. Mượn đường để làm rè thôi ha. Rồi cái con D02 thì nó có thêm cổng đồng trục in và out ha. Ngoài cổng quang, một cổng quang vào, một cổng quang ra thì nó có thêm cổng đồng trục. Còn con Tascam 350 thì nó chỉ có cổng quang vào và quang ra thôi, nó không có đồng trục. Bù lại thì con Tascam 350 nó có đường ba lăng, đường ba lăng in và cả ba lăng out luôn. Thì mình có thể kết nối với van số ha, hoặc là kết nối với rề hoặc bao để chơi thì cũng được. Đó, rồi bao để chơi hát karaoke cũng được ha. Yeah. Thì Tascam 350 nó có lợi thế là nó có thêm cổng ba lăng, còn con này thì có cổng đồng trục vào. Rồi đó là ở phía sau, mình sẽ xoay ra phía trước nhé bác để xem diện mạo của nó. Rồi và đây là phía trước của hai cái đầu này ha. Dạ, yeah, phía trước hai cái đầu. Thì như cả nhà mình biết con 350 thì mình quá quen thuộc rồi ha. Và yeah, con này thì em có rất là nhiều clip rồi. Cho nên clip này em sẽ không nói đến 350 nữa. Em sẽ hướng dẫn mình sử dụng cái đầu MD02 ở dưới. Thì giá của con 350 này hiện tại ha, con này đẹp ken này có giá là 3.500.000. Dạ. Cả hai đều sử dụng mắt phổ thông dễ thay thế. Đầu em bán ra là thu phát tốt ha. Và cả hai đều chỉnh được âm lượng khi làm giải mã. Ở phía sau các cổng kết nối thì mình vừa mới xem em giới thiệu. 350 3.500.000 ha. Còn đối với Tascam MD02 nó có giá là 3.800.000 nha cả nhà. Dạ, giá không có khiển. Rồi, thì em sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách sử dụng con MD02 này. Con này nó hơn cái con Tascam 350 là Tascam 350 nó chỉ có chỉnh đường analog á, thì nó chỉ có chỉnh lớn nhỏ thôi và mình không có chỉnh được hai vế. Nhưng mà đối với con MD02 này thì mình chỉnh được cả chỉnh lớn nhỏ đường analog và chỉnh được riêng biệt hai vế trái và phải luôn ha. Đó. Nếu mà các bác làm rề thì mình có thể chỉnh được cả hai vế, vừa vế trái và vế phải ha. Đây là cái nút chỉnh đường analog. Đối với đường digital, luôn nhớ giúp em là trước khi mà mình giải mã thì phải nhớ là cài đặt tivi về xuất âm cổng quang ha, các định dạng khác là PFCM. Rồi sau khi mà cắm dây ở phía sau cổng quang phía sau thì mình nên nhấn cái nút input select ở phía trước này để chọn nè. Đây là đồng trục nè, đây là cổng không phải ba cổng cổng ba lăng ha, đây là cổng quang ha. Đó, thì giờ mình sẽ chọn cổng quang ở đây. Sau khi chọn cổng quang xong thì mình nhấn nút record là mình sẽ giải mã các bác. Đó, nhấn nút record là để giải mã ha. Thì màn hình nó chỉ hiện chữ monitor nha bác. Đó, rồi để mà chỉnh âm lượng đường quang thì mình sẽ vào menu các bác. Vào menu
Ở trong đây nó có cái chế độ Red Mode ha, thì mình sẽ dùng cái nút mà qua bài, đây là nút qua bài ha. Mình sẽ tới tới nữa ha. Đây, Red Volume ha. Và ở đây thì mình bắt đầu mình nhấn nè, nhấn Enter vào. Đó. Thì nó sẽ hiện ra cái volume đường digital ha và mình sẽ tăng giảm nè. Đây là tăng ha, hết cỡ là 12 và giảm ha, giảm xuống 20 luôn, 40 mấy luôn ha. Đó, giảm xuống và tăng lên. Đây là tăng lên ha. Mình sẽ xoay qua qua bên tay phải để tăng lên. Đây tăng lên. Sau khi tăng lên xong rồi thì mình nhấn vào để xác nhận. Nhấn vào để xác nhận và nó sẽ nhớ ha. Nó sẽ nhớ là mình đang lưu ở chế độ là âm lượng đường digital là cộng 5 nha cả nhà. Đó, âm lượng đường digital là cộng 5 ha. Đó là cái cách mà mình chỉnh âm lượng đối với đầu MD02 nha. MD02 nha các bác. Mạng nó hơi lag một tí cho nên là mạng nó hơi chậm một tí cho nên là hơi khó ha ha, nó hơi nhạc hơi hơi chập chờn. Rồi các cái nút cơ bản thì nó nằm ở đây ha. Nút lấy đĩa ra ha, nút vào menu ha. Cái này là nút nút để lặp lại khi mà phát đĩa nha các bác. Giả sử khi phát đĩa mình sẽ ấn là ở đây là lặp lại tất cả ha. Đĩa đó nó có 10 bài thì mình sẽ lặp lại 10 luôn 10 bài, hoặc là tắt lặp lại nè, hoặc là đó ha. Đây là mở lặp lại nguyên đĩa, là phát liên tục nguyên đĩa là phát lại các bác. Nếu đây là tắt tắt lặp lại ha. Rồi đây là cái nút qua bài ha, nút qua bài và nút xác nhận nha, nút Enter xác nhận ha. Đó rồi. Bây giờ em sẽ test chức năng ghi và phát trên cả hai đầu này ha, ghi và phát trên cả hai đầu thì mình sẽ cho đĩa vào nha bác. Luôn luôn nhớ cho em là cái đĩa cái chữ nằm ở trên ha, chữ nằm ở trên. Và trước khi mà muốn ghi á, thì mình sẽ xóa cái đĩa này ha. Đối với Tascam 350 thì em đã hướng dẫn cả nhà mình rồi. Còn đối với con này thì mình sẽ xóa như thế nào đây? Thì để xóa đĩa trong cái đầu MD02, Tascam MD02 thì mình vào edit nha quá. Edit nè ha. Đó, rồi mình sẽ xoay tới ha. Xoay tới, ở đây là chia bài nè, ở đây là trộn bài nè. Nút này là nút di chuyển bài nè, ha, di chuyển từ bài cuối lên bài giờ giữa, từ bài số 1 xuống bài số 5 chẳng hạn, đó là nút di chuyển ha. Đây là nút xóa toàn bộ đĩa nè các bác. Đó, erase ha. Và mình sẽ nhấn Enter hai lần, tức là nhấn cái nút này nè bác, nút qua bài nhấn hai lần thì nó sẽ xóa trắng đĩa ha. Đó, nó sẽ xóa trắng đĩa. Rồi đây là nó đã xóa xong rồi ha. Rồi để ghi thì con Tascam MD02 để ghi thì mình cũng bấm nút record và nút play ha. Ở trên đây mình sẽ ghi nè. Record, bấm play, dưới này cũng record ha. Bấm nút play ha. Đây thì nó đang ghi nha. Đang ghi. Rồi mình sẽ dừng lại ha, và dừng lại và em sẽ phát lại hai cái bài vừa rồi ha. Thì trước tiên là em sẽ phát cái đầu ở trên, đầu ở trên phát thì đầu ở dưới sẽ làm giải mã nha. Phát đầu ở trên bài số 2 nha các bác, và ở dưới nó sẽ làm giải mã nè. Thank you.
Đó là đầu ở trên ha. Rồi mình sẽ dừng lại đầu ở trên. Và bây giờ mình sẽ phát bài ở dưới ha. Bài ở dưới, đầu ở dưới. Rồi em vừa test hai cái đầu tắc cam ha, một cái đầu là 350 và cái đầu có mã là MD02. Thì bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới giúp em ship hàng toàn quốc. Nếu mà chuyển khoản đủ thì em free ship ha. Còn nếu mà miễn phí ship nhé các bác, và chuyển khoản đủ thì em miễn tiền ship. Còn nếu như mà các bác đặt cọc thì trả tiền ship và tiền thu hộ giúp em. Rồi, em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại trong các clip sau ạ.